Quỳnh Anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Phần Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Phần Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Hôm nay nghe cái hơi Quỳnh Anh khỏe hơn nhiều rồi. Anh mừng phục sinh lớn không? Dạ, cũng nấu nướng trong gia đình vậy. Dạ. Mà cái ngày lễ, ngay cái ngày Chủ nhật mới biết là những cái tiệm ăn của Mỹ này nè, mấy tiệm fast food thôi đóng cửa. Đúng rồi, đóng cửa nhiều ghê. Hai cái lễ lớn mà người Hoa Kỳ nhất định họ nghỉ đó là lễ phục Giáng sinh và lễ phục sinh. Easter với Christmas. Dạ, nhưng mà những cái shopping người ta cũng cố gắng mà bán, nhưng mà ít giờ lại thôi, nhưng mà vẫn bán thêm được chút xíu hàng hóa, nhưng mà thức ăn mấy tiệm fast food thì đóng cửa. Dạ. Bởi vậy ta dành thời gian để cho nhà nấu chứ, các bà mẹ có dịp để trổ tài chứ. Cái cháu ở nhà còn tuổi đi săn trứng không? Dạ, hết rồi. Chúng ta có một cái bản tin sáng nay chúng tôi đọc, đó là đi họ thay vì săn thì họ lại quăng trứng, cái quả trứng luộc rồi, quăng xa nhất mà không bị bể. Kỷ lục của năm ngoái cái đó là thi hả? Thi ở bên Đức. Lạ ha. Thì đương nhiên là cái nơi mà thảy nó là một cái bãi cỏ. Thì mình cũng hiểu phần nào, nhưng mà với một cái lực ném cho thật xa có nghĩa là rất là mạnh, rồi với cái sự gia trọng của tốc độ nữa, thì quả trứng dù đã luộc ấy, nó làm gì thế nào nó cũng bể. Thành ra cái người tức là anh thu cái cách ném đó, không anh? Cách ném thì họ chỉ nhiều cái technique lắm, nhưng mà cái người đoạt giải nói tôi chẳng có technique gì hết, tôi quăng. Cứ khỏe, cánh tay khỏe rồi nè. Tức là thứ nhất là xa nhất, rồi thứ hai là không bị bể. Cái đầu tiên là không bị bể đó, xong rồi ai là xa nhất đó. Thế nên người nào may mắn nó rơi vào đúng bụi cỏ thì chứ còn không cái gì nó cũng bể rồi. Dạ, nghe rủi có mấy hòn đá nhỏ là tiêu. Quăng hòn gạch mà nó còn bể mà. Kính thưa quý vị khán giả, mở đầu phần tin chiều nay đó là phần tin Hoa Kỳ, được mở đầu với Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ điều tra nguồn gốc vụ rò rỉ thông tin tình báo mật. Theo những tài liệu tình báo và quân sự mật xuất hiện online, với các chi tiết từ phòng không của Ukraine đến cơ quan tình báo Mossad của Israel, khiến cho giới chức Hoa Kỳ vội vã xác định nguồn gốc của vụ rò rỉ. Một số chuyên gia an ninh Tây Phương và giới chức Hoa Kỳ nghi ngờ nguồn rò rỉ có thể là từ một người ở Hoa Kỳ. Giới chức cho hay, phạm vi của các chủ đề được nhắc đến trong những tài liệu này như chiến sự ở Ukraine, Trung Cộng, Trung Đông và Phi Châu, cho thấy nó có lẽ bị rò rỉ từ một người Hoa Kỳ thay vì một đồng minh. Ông Michael Mulroy, cựu quan chức ngũ giác đài cho biết, trọng tâm hiện nay là đây là một vụ rò rỉ từ Hoa Kỳ vì nhiều tài liệu chỉ nằm trong tay Hoa Kỳ. Giới chức Hoa Kỳ cho hay, cuộc điều tra mới ở giai đoạn sơ khởi và các nhà điều tra không loại trừ khả năng những phần tử thân Nga đứng sau vụ rò rỉ này được xem là một trong những vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang WikiLeaks vào năm 2013. Theo sau thông tin về vụ rò rỉ, Reuters kiểm tra hơn 50 tài liệu đánh dấu mật và tối mật xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng trước, bắt nguồn từ Discord và 4chan. Mặc dù một số tài liệu đã được đăng tải cách đó nhiều tuần, báo New York Times loan tin về sự tồn tại của chúng hôm thứ Sáu vừa qua. Một số tài liệu đưa ra ước tính thương vong chiến trường từ Ukraine có vẻ được chỉnh sửa để giảm tổn thất của Nga. Hiện chưa rõ tại sao ít nhất một tài liệu không đánh dấu mật nhưng lại bao gồm thông tin tối mật. Một số tài liệu đánh dấu no font có nghĩa là không công bố cho người ngoại quốc. Dân biểu Ocasio-Cortez muốn luận tội thẩm phán Clarence Thomas. Dân biểu của Đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez vào hôm Chủ nhật cho biết là bà muốn luận tội thẩm phán Clarence Thomas của tố cáo Pháp Việt và điều tra các cố vấn của ông sau khi một bài báo nói về những chuyến đi xa hoa mà ông thực hiện trong nhiều thập niên do một nhà tài trợ đài thọ. Trong cuộc phỏng vấn với CNN thì bà nói rằng trách nhiệm của Hạ viện là mở cuộc điều tra theo hình thức luận tội. Tuy nhiên thì bà thừa nhận là cuộc điều tra ít có khả năng diễn ra do Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ thế đa số tại Hạ viện,
nên họ sẽ không muốn luận tội một vị thẩm phán bảo thủ. Bà Ocasio-Cortez cho hay là mối liên hệ của ông Thomas với nhà tài trợ là ông trùm bất động sản Alan Crow cho thấy xung đột lợi ích sau khi mà ông Thomas bắt đầu làm việc tại tối cao pháp viện vào năm 1991. Tuần trước thì báo ProPublica cho biết là ông Thomas đã nhận nhiều chuyến đi đắt đỏ từ phía ông Crow trong nhiều thập niên. Mặc dù luật liên bang đã bắt buộc phải khai báo những món quà tặng, ông Thomas bênh vực cho những chuyến đi này và cho biết rằng ông được cố vấn không cần phải khai báo lòng mến khách cá nhân như thế này và ông luôn tuân thủ quy định khai báo. Ông Crow thì cho biết là vợ chồng ông là bạn bè với vợ chồng của ông Thomas từ năm 1996 và chưa bao giờ tìm cách tác động đến ông Thomas về bất kỳ vấn đề pháp lý hay chính trị nào. Các nhà lập pháp Tennessee bị khai trừ, hy vọng sẽ giành lại ghế tại Hạ viện. Thưa quý vị, hai dân biểu Dân Chủ bị khai trừ khỏi Hạ viện Tennessee vào tuần trước vì họ tham gia cuộc biểu tình về quản lý súng hôm Chủ nhật cho hay. Họ hy vọng sẽ sớm giành lại ghế của họ. Dân biểu Justin Jones và Justin Pearson trong chương trình Meet the Press của NBC cho biết họ hy vọng sẽ được khu bầu cử của họ tái bổ nhiệm để giữ ghế của họ cho đến khi họ tranh cử lại trong cuộc bầu cử đặc biệt. Cuộc khai trừ họ khiến cho phía Dân Chủ trên toàn quốc phản đối mạnh mẽ. Phó Tổng thống Harris đến thăm Nashville hôm thứ Sáu để ủng hộ cho ông John, người đại diện Nashville, và Pearson, người đại diện cho Memphis, cũng như dân biểu Gloria Johnson, người cũng tham gia cuộc biểu tình nhưng không bị khai trừ vì thiếu một phiếu. Theo luật Tennessee, Hội đồng đô thị của quận hạt Davidson ở Nashville và ban lãnh đạo quận hạt Shelby ở Memphis có thể bổ nhiệm đại diện lâm thời cho các ghế hiện nay bỏ trống cho đến khi tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt. Trên Twitter, Ủy viên Hội đồng đô thị Kevin Rotten cho biết ông nhận được vô số email kể từ thứ Năm tuần trước đề nghị ông bỏ phiếu bổ nhiệm cho ông Justin Jones vào ghế khu 52 và ông dự tính sẽ làm như thế. Ít nhất hai thành viên trong ban lãnh đạo quận hạt Shelby nói với truyền thông địa phương rằng họ sẽ tái bổ nhiệm ông Justin Pearson vào ghế khu 86. Ông Pearson hôm Chủ nhật cho hay ông vinh dự chấp nhận sự bổ nhiệm của ban lãnh đạo quận hạt Shelby và sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử đặc biệt. Ông Jones cho biết ông cũng chấp nhận tái bổ nhiệm và sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử đặc biệt. Kính thưa quý vị khán giả, Thống đốc Texas đề nghị ân xá cho người bị kết tội giết người trong vụ nổ súng tại cuộc biểu tình Black Lives Matter. Thống đốc Texas là Greg Abbott đề nghị ân xá một tài xế xe Uber bị kết tội giết người vì vụ bắn chết một người tại cuộc biểu tình Black Lives Matter ở trung tâm Austin vào hồi tháng 7 năm 2020. Trên Twitter thì ông Abbott cho hay ông sẽ ân xá cho Daniel Perry, 37 tuổi, là Trung sĩ lục quân Hoa Kỳ ngay khi đề nghị từ Ủy ban ân xá gửi lên bàn của ông. Và Thống đốc cho biết ông chỉ có thể ân xá theo đề nghị của Ủy ban ân xá tiểu bang, nhưng đồng thời ông cũng được phép đề nghị ân xá. Sự việc này đặt ra câu hỏi là liệu vụ nổ súng này có phải là tự vệ hay không? Và theo báo Austin American Statement, thì bồi thẩm đoàn đã xác định Perry bắn chết Garrett Foster, 28 tuổi, là người mang theo một khẩu súng AK-47. Perry lúc đó đang lái xe ở thành phố trong buổi tối hôm xảy ra vụ nổ súng và đã rẽ vào một con đường nơi mà đám đông Black Lives Matter đang diễn hành. Perry đã dừng lại và nhiều người biểu tình, trong đó có Foster, đã tiến về phía chiếc xe của Perry. Người biểu tình đã khai với cảnh sát là họ lo sợ bị chiếc xe tấn công. Nhóm bào chữa của Perry thì cho hay một người đã chĩa súng vào anh ta và anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng để tự vệ. Perry đã bị kết tội giết người sau khi bồi thẩm đoàn tranh luận 17 tiếng đồng hồ trong phiên xử kéo dài tới 8 ngày. Ông Abbott cho biết rằng Texas có một trong những luật tự vệ Stand Your Ground mạnh nhất, không thể bị bồi thẩm đoàn hay công tố viên vô hiệu hóa được. Tiếp tục tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, ba người bị bắn chết trong vụ bạo hành gia đình tại Orlando. Ba người, trong đó có một em bé, bị bắn chết trong một vụ bạo hành gia đình ở Orlando sáng sớm hôm Chủ nhật. Tay súng cũng tử vong.
Sở Cảnh sát Orlando cho biết, sự việc xảy ra lúc gần 2 giờ 30 phút sáng ở khu dân cư Paramore. Cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được cuộc điện thoại về một vụ bạo hành gia đình và nghe thấy tiếng súng từ bên trong căn nhà ngay sau khi họ đến đó. Sở Cảnh sát cho hay, nghi phạm ra khỏi nhà, nổ súng bắn cảnh sát và cảnh sát bắn trả lại. Nghi phạm sau đó được đưa đến bệnh viện và được xác nhận tử vong. Cảnh sát tìm thấy hai người lớn và một em bé bị thương vì trúng đạn khi họ vào căn nhà trên. Em bé được đưa đến bệnh viện địa phương và được xác nhận tử vong. Hai người lớn cũng thiệt mạng. Hai cảnh sát đến hiện trường đều không bị thương. Họ được cho nghỉ phép sau vụ nổ súng, trong khi nhiều cơ quan địa phương và tiểu bang điều tra cách ứng phó. Sở Cảnh sát cho hay, trong các vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát, cơ quan thi hành luật pháp Florida sẽ tiến hành điều tra độc lập theo sau cuộc điều tra của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang. Cảnh sát Orlando cũng mở cuộc điều tra nội bộ. Hình ảnh từ camera gắn trên người của cảnh sát sẽ được công bố trong vòng 30 ngày tới. Cảnh sát trưởng Eric Smith chưa cho biết danh tánh hay tuổi tác của các nạn nhân. Cuộc biểu tình để phản đối công tố viên quản hạt Alameda sẽ diễn ra vào hôm nay. Một cuộc tuần hành sẽ diễn ra ở tại Oakland để phản đối công tố viên Pamela Price của quản hạt Alameda về cách mà bà đã giải quyết vụ bé trai 2 tuổi Jasper Wu bị bắn chết trên một xa lộ ở Oakland vào hồi năm 2021. Và cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào trưa thứ hai ngày hôm nay, phía trước tòa án quận hạt Alameda trên đường Fallon Street. Gia đình của bé Wu thì lo ngại là ba người bị bắt giữ vì vụ giết người sẽ không bị phạt tù. Và đó là lý do tại sao người ủng hộ đã tìm cách tăng áp lực lên công tố viên. Một trong số những người ủng hộ là bà Brenda Grisham, là người chưa bao giờ gặp gia đình của bé Wu. Và bà cũng bị mất một người con trai vì bạo lực súng đạn ở tại Oakland trong một vụ nổ súng gần nhà của họ vào năm 2010. Đó là Christopher Lavelle Jones, 17 tuổi, đã bị trúng đạn và tử vong. Bà Grisham cho biết là gần 13 năm trôi qua, nhưng bà cảm thấy giống như là ngày hôm qua. Bà chuyển nỗi đau thành cuộc vận động và thành lập quỹ Christopher Lavelle Jones Foundation. Bà và các thành viên tổ chức của bà sẽ tham dự cuộc biểu tình vào hôm nay. Ông Bob Yee, tổ chức cuộc biểu tình Justice for Jasper, ông cho hay là sau khi gia đình của bé Vu gần đây gặp bà Price, thì họ lo lắng là họ sẽ không nhận được công lý. Ông cho biết họ lo ngại những kẻ sát hại bé Vu sẽ được thả ra mà không phải ngồi tù. Công tố viên gần đây công bố đoạn video trong đó bà cho biết rằng bà sẽ buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại bé trai. Nhưng bà chưa quyết định tội danh là gì. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hình Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.